Lực bán của phe gấu vẫn mạnh, giá Bitcoin chồng chành lên xuống, kịch bản nào có thể xảy ra tiếp theo? Ông Trump tiếp tục gắn mình với hình ảnh đại sứ của Bitcoin, trong khi đó thì ông Joe Biden vừa có nước đi vào lòng đất. Lạm phát đã hạ nhiệt rồi, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất. Nhưng đừng quên rằng trong lịch sử, mỗi lần cơ quan này gạt cần quay đầu giảm lãi suất thì thị trường sẽ thường rơi vào khủng hoảng hoặc là suy thoái. Vì sao lại như vậy? Lần này liệu có khác như Fed nói? Chào mừng mọi người quay trở lại với Crypto Weekly lên sóng vào tối thứ 6 hàng tuần và mình là Kiều Anh. Xin chào bạn, tuần vừa qua của bạn như thế nào? Rất vui được gặp lại bạn trong số Crypto Weekly ngày hôm nay. Đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Đây có lẽ là câu rất hợp lý để cổ vũ tinh thần anh em trong thời gian này. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh khá là mạnh của Bitcoin. Từ mốc 71.000 đô vào tháng 6 thì hiện tại cụ đã bay màu gần 7% rồi. Kéo theo đó là dàn altcoin đổ máu. Hãy nhìn rộng ra một chút, kể từ khi lập đỉnh vào tháng 3 cho đến nay thì cơ bản diễn biến của BTC khá là quen thuộc và thậm chí có thể khiến cho nhiều anh em cảm thấy hơi nhàm chán một chút khi mà chủ yếu dao động trong biên giá từ 53.000 đô cho tới 70.000 đô. Có thể thấy là lực bán hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, nếu như không muốn nói là khá mạnh. Trong vòng một tuần trở lại đây thì giá lên đến tầm 58 cho tới 59.000 đô là lại dính ngay lực bán đạp xuống thẳng cẳng luôn. Tuy nhiên, nếu như nhìn từ đầu năm thì Bitcoin vẫn đang ghi nhận mức tăng 35% kể từ mốc 42.000 đô. Như vậy, sự điều chỉnh là hợp lý và cần thiết. Làm gì có cái gì cứ tăng lên mãi được, đúng không mọi người? Hiện tại thì có thể thấy Bitcoin vẫn đang nằm trong một xu hướng đi xuống. Mà xuống đến đâu, dự phóng một vài kịch bản có thể xảy ra thì anh em có thể xem ngay video mới của 5 Phút Crypto ở trên màn hình nhé. Với những phát news trong thời gian gần đây, nào là Melgos, chính phủ Mỹ và chính phủ Đức, thì thị trường đã nhanh chóng thay đổi tâm lý sang mức cực kỳ sợ hãi rồi. Trong khi mấy tháng trước thôi vẫn rất là hưng phấn và tham lam. Vậy mới nói, ngày rồi đến đêm, tham lam rồi đến sợ hãi, giá tăng rồi giảm. Đó là những quy luật hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Và nếu tham gia cuộc chơi trong thị trường này thì chúng ta cần học cách để có thể làm quen với nó. Giai đoạn này giống như là sự chuyển giao giữa hai thời kỳ quan trọng vậy. Giai đoạn 1 đó là tiền mã hóa bị cho là lừa đảo, rửa tiền, chống lưng cho tội phạm, vân vân. Giai đoạn số 2 đó là sự chấp nhận, sự ủng hộ và đi vào ứng dụng. Và chúng ta đang ở giữa hai giai đoạn đó, gọi là quá độ cho nó vui ha. Rất nhiều sự kiện quan trọng, rất nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc thì vui mừng, lúc thì sợ hãi lo lắng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn đang ở đầu của một con sóng rất lớn mang tên blockchain. Nói có sách, mách có chứng luôn cho anh em nha. Đợt này ông Trump ủng hộ Bitcoin cứ phải gọi là phun lực luôn mọi người. Ông cũng chính thức là diễn giả của Bitcoin Conference từ ngày 25 cho tới 27 tháng 7 này tại Nashville. Hình như biết là nhiều anh em đang chia tài khoản hay sao ấy, nên là cựu tổng thống cũng rất là tâm lý, bơm thêm động lực liên tục. Trên Truth Social, ông đăng bài: họ ghét Bitcoin vì họ không thể kiểm soát nó. Tôi là một fan siêu to khổng lồ của Bitcoin. Khi mà tôi trở lại, tôi sẽ hậu thuẫn đồng đô la bằng Bitcoin đấy nha. Khỏi phải nói con dân crypto đã quấn quéo như thế nào sau bài post này. Hãy nhìn lại lịch sử, đồng đô la Mỹ đã được hậu thuẫn bởi vàng và bởi dầu mỏ. Và trong tương lai, rất có thể là Bitcoin chứ. Hãy chờ xem. Trong khi ông Trump liên tục ghi điểm với cộng đồng crypto, thì phía của ông Biden cũng dục dịch flex sự thiện cảm hơn của mình với thị trường này. Sau nhiều lần thua kiện thì gần đây, SEC đã hủy bỏ cuộc điều tra với BUSD và Passos. Trong thời lượng của video ngày hôm nay thì mình sẽ nêu ngắn gọn những điểm quan trọng của sự kiện này như sau. Thứ nhất thì nó nằm trong chuỗi sự kiện đối xử mềm mỏng hơn với crypto của chính quyền ông Joe Biden. Từ phê duyệt Bitcoin ETF này, ETH ETF này, rồi thì tuyển thêm người làm mảng meme coin cho chiến dịch tranh cử của mình. Thứ hai, sự kiện này ngầm khẳng định stablecoin không phải là chứng khoán. Có thể thấy là các cử tri Mỹ ngày càng quan tâm đến crypto và đó là một làn sóng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Thuận theo tự nhiên thì những người tranh cử không thể ngó lơ được đúng không ạ? Thậm chí đó còn là quân át chủ bài trong chiến dịch của ông Donald Trump. Tuy nhiên sau khi gieo hy vọng cho thị trường thì chính quyền của ông Joe Biden lại có một nước đi được cho là khá mâu thuẫn. Bắt nguồn từ SAB 121 là dự luật ngăn cản các ngân hàng lưu trữ crypto. Mới đây thì ông Biden đã phủ quyết việc loại bỏ dự luật này. Đáng tiếc là số phiếu ở Hạ viện Mỹ cũng không đủ để có thể vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống. Và ở phía ngược lại thì Đảng Cộng Hòa lại công khai ủng hộ crypto một cách cực mạnh. Đảng này đã thông qua dự thảo chính sách nhằm định rõ mục tiêu và hoạt động trong nhiệm kỳ tới như sau. Thứ nhất,
chấm dứt cuộc đàn áp crypto của Đảng Dân Chủ. Thứ hai, ủng hộ quyền lợi của các công ty crypto và blockchain. Thứ ba, đó là bảo vệ quyền lợi của các công ty đào Bitcoin. Thứ tư, đảm bảo mọi người dân Mỹ đều có quyền tự lưu trữ tài sản crypto. Mới tháng trước thôi thì ông Trump còn tự xưng mình là đại diện cho crypto, nay đã kéo theo cả Đảng Cộng Hòa luôn rồi. Đào lại quá khứ thì khi còn đương vị Tổng thống, ông cũng không ít lần thể hiện thái độ bài xích với Bitcoin và crypto nha. Tuy nhiên, gần như là ai đến với thị trường này thì cũng sẽ trải qua một hành trình như vậy. Ngay cả BlackRock cũng đã từng nói Bitcoin chỉ dành cho tội phạm. Thì giờ đây, họ là một trong những quỹ Bitcoin ETF lớn nhất. Thực tế đang chứng minh rằng sẽ ngày càng có nhiều người và tổ chức thay đổi góc nhìn với Bitcoin hơn. Việc của chúng ta đó là kiên nhẫn, bởi vì thứ gì khi bắt đầu cũng sẽ vấp phải sự phản đối. Internet cũng đã từng như vậy. Chúng ta hãy vững tin với thị trường để có thể vượt qua các giai đoạn giá ra. Và niềm tin ấy được dựa trên rất nhiều cơ sở thực tế nha. Nếu như ông Trump thực sự thắng cử thì đó sẽ là một sự bùng nổ. Đương kim Tổng thống Mỹ ủng hộ Bitcoin, chấn động luôn mọi người. Nhân tiện thì khóa phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff của 5 phút crypto vẫn đang được tổ chức hoàn toàn miễn phí nha. Bạn sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp vào group học hỏi và chia sẻ với 500 anh em đã theo học. Link đăng ký và ưu đãi giảm đến 20% phí giao dịch các sàn sẽ được mình ghim ở phần bình luận nhé. Mới đây thì Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định đó là sẽ không chờ đến khi lạm phát về 2% thì mới bắt đầu giảm lãi suất. Phát biểu này được đưa ra sau khi các chỉ số lạm phát Mỹ được công bố. Cụ thể thì lạm phát tiêu dùng CPI tháng 6 đã tăng 3% so với cùng kỳ, tức là đã chậm lại từ mức 3,3% trong tháng 5. CPI lõi, tức là không tính giá năng lượng và thực phẩm, thì tăng 3,3% so với cùng kỳ, tức là đã giảm tốc so với mức tăng 3,4% trong tháng trước. Như vậy thì anh bạn lạm phát của chúng ta đã lập chuỗi giảm 3 tháng liên tiếp rồi. Trước đó thì thị trường dự đoán có 67% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, hiện tại con số này đã tăng đến 83%. Việc Fed hạ lãi suất cũng sẽ có tác động nhất định đến Việt Nam của chúng ta. Chủ tịch Fed bất ngờ tuyên bố sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc 2% sẽ có cả mặt tích cực và cả tiêu cực đối với Việt Nam. Để có thể hạn chế được mặt tiêu cực thì trong hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp nên ký kết hợp đồng xuất khẩu và thanh toán trong thời gian ngắn để tránh bị ảnh hưởng do biến động tỷ giá như thời gian trước. Hơn nữa thì theo các dữ liệu từ lịch sử thì sau khi mà Fed hạ lãi suất thì nền kinh tế Mỹ thường rơi vào khủng hoảng hoặc là suy thoái. Hiểu một cách đơn giản thì khi nền kinh tế đã ngấm đòn lãi suất cao trong một thời gian dài rồi và có dấu hiệu khủng hoảng thì Fed mới bắt đầu hạ lãi suất. Các số liệu để chứng minh cho luận điểm này đã được mình phân tích ở video trên màn hình, mọi người có thể nhấn vào để xem nhé. Nói chung bây giờ vẫn chưa phải là lúc để có thể chủ quan. Cuối cùng mình xin được cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Nếu như bạn thích video thì đừng quên subscribe kênh và like video nhé. Bên cạnh đó thì ưu đãi giảm 20% phí giao dịch và group học phương pháp Wyckoff miễn phí vẫn sẽ luôn được ghi ở phần bình luận nhé mọi người. Chúc cho bình an, hạnh phúc và tất cả những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên trong bạn. Yêu quý bạn. Xin chào. Và một thông điệp bất kỳ dành cho bạn trong ngày hôm nay đó là không ràng buộc. Người khôn ngoan là người biết cách kiếm ra tiền. Người trí tuệ là người hiểu bản chất, tiền bạc chỉ là một phương tiện và không bị ràng buộc bởi nó. Trích trong suốt.